những lúc dịch bệnh căng thẳng, đau thương, sợ hãi và mất mát như thế này, thì có lẽ âm nhạc chính là liều thuốc tốt nhất để làm vơi nhẹ những nỗi đau. Tối ngày 25 tháng 7, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhiều văn nghệ sĩ Sài Gòn đã có đêm trình diễn đầy cảm xúc cũng như đáng nhớ trên một sân khấu thật đặc biệt, sân khấu Bệnh viện Dã Chiến. Ở đó khán giả của họ là hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hàng ngàn các bệnh nhân F0 đang điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 3 và số 6. Cũng tại sân khấu đặc biệt này, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã mang đến những giai điệu quen thuộc như bài Quê Hương, Về Quê, Diễm Xưa, Con Tuổi Nào Cho Em. Đặc biệt, clip quay lại tiết mục Quê Hương của anh khi được chia sẻ trên hàng loạt nền tảng mạng xã hội đã khiến rất nhiều người xúc động. Rất nhiều lần các bài hát này qua tiếng kèn saxophone, nhưng việc biểu diễn trong một không gian không phải sân khấu như thường lệ đã mang lại cảm xúc thật đặc biệt cho những người nghe. Nhất là sau nhiều ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội, được nghe những âm thanh tươi đẹp da diết đã mang đến liều thuốc khích lệ rất lớn cho lực lượng tuyến đầu cũng như với những người dân đang thực hiện giãn cách.